Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đậu xanh này, làm gì nhau? Còn lại có một viên thôi à, các bạn ơi, đây là, đây. Kẹo đổi lại qua Sky nhá, bên này là MP40 này. Vì là lúc nãy thì kẹo đổi lộn. Các bạn là không chú ý gì cả cơ nha em ơi. Còn có đổi lộn đồ thế à, đây bom keo này. Mình đang có tàn thiếu máu này, mình sẽ bơm máu cái đã. Bơm cho nó full máu cái đã anh em ơi, chơi game cho tự tin nha các bạn. Ok ok. Chúc anh em xem live vui vẻ nha. Anh thì chưa có like trên Facebook bao giờ em ơi. Ủa ơi. À, ông ngắm đích này quá đã luôn anh em. Tuyệt vời. Ok ok. Anh chỉ có like trên No No Like thôi em ơi. Đây đây. Lợn lờ qua cái phía này coi. Mình nghĩ là 6 thiếu máu là ổn rồi các bạn ơi. Quan trọng là anh em sẽ phải kiếm thêm thật là nhiều đạn nhá. Chứ còn là nhiều túi máu thì có tác dụng gì đâu các bạn. Đây đây. Nhiều túi máu thì lại tốn thêm diện tích của ba lô. Nhưng mà công nhận là ngon phết anh em ơi. Từ cái lúc mà tôi mua xong con báo này ấy. Ơ con báo đâu? Hey, báo đâu? Đây rồi anh em ơi. Đổi tên nó thành con chó mèo này. Từ lúc mà báo thì nó sẽ tăng thêm cái diện tích. À đâu, tăng thêm cái sức chứa của ba lô. Nên là kẹo cảm thấy là chơi game nó cũng khá là hay đấy mọi người ơi. Lượn lờ coi và chúng ta sẽ đi kiếm mạng thôi nào các bạn. Qua mấy khu chỗ này coi. À, tiếng chân. Kẹo nghe thấy tiếng chân nó khá là gần nha các bạn ơi. Trên tầng phải không? Trên tầng phải không? Oh my gosh. Không phải hả? Phía trước mặt anh em ơi. Hay lắm, cái đậu xanh hình như là bên nhà phía hông mình cũng có người thì phải anh em. Ok ok. Đây anh qua với chú luôn nhá. Các bạn là kẹo sẽ bơm phục máu cái đã nha anh em. Ui, từ từ. Lên tạm căn nhà này nha các bạn ơi. Hình như là có một đứa ở trên này này. Ui, không phải. Chắc nó chạy qua bên này rồi. Đánh nhau mấy thằng áo đỏ này. Áo đỏ này, đậu xanh này. Áo đỏ này em ơi. Áo đỏ chứng tỏ gì cơ em. Nữa hả, đậu xanh này. Nữa hả, đậu xanh này. Nữa hả, đậu xanh này. Đậu xanh này. Đậu xanh này em ơi. Làm gì ở ngoài vậy. Ui, đây. Lượng thêm bom keo nha các bạn ơi. Làm gì mà căng hả bạn ơi đây. Mình có thừa một cái đạn phóng lựu này, vứt luôn. Ui. Nó đã bị đai các bạn ơi. Như vậy là có một đứa nữa à? Phải không vậy? À đâu? Nó ở gốc cây nào vậy anh em ơi? Hình như là nó đai rồi. Wow. Thằng nào vừa kêu vậy? Các bạn mà nhau lại gắt quá nhỉ? À đây. Chỗ này à? Kẹo vừa thấy có một đứa đấy cơ mà. À đây. Đây à? Úi dồi ôi. Úi dồi em ơi. Nó làm cái gì vậy? Lên bảng điểm số nhé em ơi. Ok, lấy tạm con dao nhanh em. Bởi vì là dao thì nó còn có cái chức năng đỡ đạn. Ui đậu xanh. Nào vậy? Kẹo nghe thì tiếng chân khá là gần nhá. Đậu xanh em ơi. Ui. Ok. Xanh mộ nhà em. Đừng tưởng là kêu kẹo mà dễ nha. Đây mọi người. Mình sẽ cuốn máu cái đã nhá. Cuốn cho full máu nè các bạn ơi. Đây rồi ngon. Mình sẽ ra ngoài, quan trọng là chúng ta sẽ lượm thêm từ máu này. Đó. Sau đấy là let's go. Ui nhưng mà xe này thôi anh em ơi. Xe đấy thì anh em chạy nó rất là dễ chết nên là thôi các bạn ơi. Mình chạy bộ cho an toàn nha. Ai chạy xe làm cái gì hả anh em. Ok ok đây. Ơ đổ lộn súng này. Toàn nhấn lộn thôi các bạn ơi. Sorry mọi người nha. Quá ổn. Mình đã có thêm một cái nòng súng 3 rồi nha em ơi. Chắc là mình sẽ ăn tạm cái cây nấm 2 củ đây nhá. Hòm xăng mình vừa kêu một đứa ở đây. Đây rồi. Tưởng đâu cơm ơi. Ơ à, lỗi rút đồ một xíu nha em ơi. Đây rồi quá ổn.
Mình đang có đó là 15 bom keo nha các bạn. Let's go. Và tất nhiên là chúng ta sẽ cùng đi săn mạng thôi nào anh em. Ngoài Free Fire ra thì anh không có chơi thêm game nào nữa em ơi. Ok, let's go. Nói chung là anh chơi tựa game Free Fire là chính nha em. Wow, người đâu cả rồi? Kẹo thấy là không có ai đến lượng tính cả nhưng mà lại dính ngay cái VNG. Thôi thôi nha em ơi. Sợ quá nhỉ. Lượn lờ qua phía này coi. Ở hiện tại thì kẹo đã có được giáp chống nổ rồi nha anh em. Đây, chuẩn bị nâng cấp lên giáp 4.5 rồi nhá. Nó lại ngon quá nhỉ các bạn. Ngon như chưa bao giờ được ngon nhá. Let's go. Ô, từ đầu trận đến giờ thì kẹo mới chỉ có cho mình được 4 kill thôi. Một cái số lượng kill vô cùng là khiêm tốn anh em ơi. Thế người đâu cả rồi? Tranh thủ ăn tạm mấy cái nấm cái đã anh em ơi. Ok nhá. Đã có là 125 cái vạch FP rồi nha anh em ơi. Người đâu cả rồi? Chưa có thấy ai cả anh em ơi. Đây đây, mình sẽ ăn tiếp cái nấm A củ này luôn cho nó full 200 FP nha các bạn. Let's go, xem là thính sẽ có gì nào mọi người. À đây, đậu xe ném ơi, đậu xe ném ơi, đậu xe ném ơi. Lên bảng điểm số nha em ơi. Tính chơi kẹo mà dễ hả em? Ok các bạn, có cả giảm thanh nữa này, ngon. Trang bị giảm thanh bắn cho đỗ lộ vị trí anh em ơi, đấy đấy. Giảm thanh chơi ngon mà. Đạn tử liên này, ok. Ủa đây, hướng này các bạn ơi. Hướng này có người nhé, ok ok đây. Kẹo lại sợ các bạn quá cơ, để coi nào. Chúng nó đâu rồi nha em ơi? Cứ chạy qua cái đã nhỉ. Ngại gì anh em? Ngại gì mà không chạy qua này. Ui, bắn có vẻ là hơi gắt đấy. À, bom keo à? Ok bom keo à? Ok bom keo à? Ui, ok bom keo hả em ơi? Làm gì nhau? Bom keo hả em ơi, làm gì nhau? Anh sấy nổ bom keo bây giờ. Đậu xe này làm gì nhau? Làm gì nhau? Tuổi gì em ơi? Nào qua đây. Tuổi gì em ơi? Qua đây. Nào đúng rồi, qua đây. Đúng rồi qua đây em ơi này. Đúng rồi qua đây em ơi này. Làm gì nhau em ơi? Tưởng là anh mà dễ hả? Thế nên này, tính toán là hơi bị sai lầm rồi đấy nha em ơi. Ok, như vậy là xong cái tình huống này, kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7 rồi nha các bạn ơi. Tưởng chơi kẹo mà ngon ăn mà dễ ăn hả? let's go. Quan trọng là mình sẽ cần lượm thêm đạn súng tiểu liên anh em ạ. Đây rồi, ngon. Bom cao phải gọi là rất là nhiều luôn nha anh em. Trên này hả? Ui, trên này có vẻ như là bắn nhau căng thế nhỉ. Ok, kẹo chạy lên trên góp vui luôn nhé. Lên luôn chứ kẹo, ngại gì mà không lên hả anh em. Đây con này các bạn ơi. Trên này có hai đứa đang sấy nhau thì phải này. Được con nào anh em? À đây rồi. À đây rồi em ơi. Ui, à đây rồi em ơi. Ui, đậu xe này. Dựng bom keo kiểu ngáo này em ơi. Ui, dựng bom keo kiểu ngáo này em ơi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi em ơi. Cái chân này có giỏi xuống đây nha bạn. Mình lại sợ bạn quá cơ. Ok ok đây. Mình lại sợ bạn quá cơ à. Hello. Hello hello. Sắp đai chưa em ơi? Sắp đai chưa em ơi? Hello hello này. Đậu xe này em ơi. Ui, mày chạy với anh cả. Ui, mày chạy với anh cả. Ok xanh mộ nhé em ơi. Mày tưởng chạy với anh mà đơn giản à? À phun máu rồi mọi người ơi, nên là khỏi cần bơm rồi nhá. Để mình lượm thêm tổn thương cái đá. Hòm sắt ở ngay phía trong này anh em. Ui, dựng bom keo có nhận là kín thật đấy. Nhưng mà kín thế nào được bằng kẹo hả anh em ơi?
Khá là nhiều đồ luôn rồi anh em ơi. Ok, còn lại còn 5 mạng nữa mà thôi. Nên là chúng ta sẽ cùng đi xem mạng nào các bạn ơi. Alo, bây giờ chỉ còn lại có 4 thôi anh em ơi. Sorry nha, là kẹo hơi nhầm một xíu nhá. 4 thằng nữa thôi một này các bạn ơi. Và kẹo sẽ canh ở phía thị trấn nha anh em. Đây, bo chuẩn bị thu rồi. Còn lại 10 giây nữa thì bo sẽ thu lại mà các bạn. Ngoài ra thì ở ngay phía là 150. Đây này, phía 150 cũng có người nhà các bạn. À đây, ui dồi ôi. Ui dồi em ơi, đi xe máy cả, quên mất dấu rồi. Đang sấy hay tự nhiên làm quả mất dấu rồi các bạn ơi. Ủa, đứng dưỡng băng keo này. Ok, tưởng dưỡng băng keo mà hay hả mê. Tưởng là dưỡng băng keo mà hay à. Đậu xe em ơi, đậu xe em ơi. Vẫn mất dấu nha em ơi. Ui, nó chạy đâu mất tiêu rồi. Bên này à, bên này à. Đậu xe em ơi. Ui, bên này hả ơi. Ui, này dựng băng keo hay quá nhỉ. Để coi, anh lại phải ngại chú cả. Để xem nào mọi người ơi. Kẹo sẽ xem lượm thêm đạn xuống trường rồi đã nhá. Ok ok đây. Wow, nó đang ở ngay chỗ này này. Làm gì nhau, làm gì nhau. Wow, bạn định làm gì mình, bạn định làm gì mình vậy. Đậu xanh làm gì nhau. Ui giời ơi, tính chơi anh à. Mấy bạn này chơi ngáo quá cơ. Wow, để coi. Wow, để coi. Đậu xanh em ơi, mày chạy được không, mày chạy được không. Ui, tay lái lụa thế nhỉ. Lái lụa này em ơi, gắt thật. Ui, có vẻ như là lái lụa quá nhỉ anh em. Chạy đâu em ơi. Thôi xong, xanh mộ rồi. Mày xanh mộ với anh rồi nhé. Ui, đậu xanh em ơi. Ui, đậu xanh em ơi. Gãy cánh cho em. À quên mất, kẹo đang chuẩn bị là đầy máu rồi anh em ơi. Nên là khỏi bơm nhá. Đây, qua tại phía này. Lượm thêm đạn tiểu liên này các bạn ơi. Lượm thêm đạn súng trường đấy nhá. Ok, làm gì mà căng. Let's go. Còn lại có 3 mạng cuối này. Còn lại có 3 mạng nữa thôi. Nên là chúng ta sẽ phải chơi một cách cẩn thận nha anh em. Bo đang thu lại rồi này. Đậu xe này em ơi. Ui, đậu xe này em ơi. Ui, đậu xe này. Lên bảng điểm số nha bạn ơi. Trang bị nòng súng 3 và scar này các bạn ơi. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu rồi hả anh em? Đứng tạm đây nhá. Wow, anh em thấy được vị trí của thằng cuối chưa nhỉ? Let's go. Mình cứ chạy lên phía trên cả đã. Ok ok. À đây à? À đây à? Úi trời ơi. À đây em ơi. À đây em ơi, tưởng đâu cơ. Tưởng là chúa đâu cơ. Gốc cây cửa đấy hả? Thôi xong. Kiểu này chú xanh màu với anh rồi. Chú xanh màu với anh nhá. Đậu xanh em ơi. Úi trời ơi nè. Đứng xong cây dừa cả. Cẩn thận anh móc chú xanh mộ nhé. Cẩn thận anh móc chú xanh mộ nhé em ơi. Đậu xe này em ơi. Xem nó chạy đâu các bạn ơi. Thôi xong. Thằng này không xanh mộ không lấy tiền đâu nha anh em. Mày giỏi mà chạy đi em ơi. Mày giỏi mà chạy đi này em ơi. Nhân giống. Đậu xanh. Quả thật các bạn ơi. Nào báo đâu. Ủa, báo một đêm đâu. Úi dồi ôi, nó lại hay quá nhỉ anh em. Quả nào. Sời. Ok các bạn, như vậy là kẹo đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này với 12 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.